Những lần động vật tấn công người, phần 4. Người đàn ông bị gấu đen tấn công khi đang đi săn. Sự việc xảy ra tại Ontario, Canada. Một người thợ săn đã phát hiện ra một con gấu đen cách mình khoảng 20 mét. Và dường như con gấu cũng phát hiện ra anh ta. Nó bắt đầu tiến lại gần người đàn ông và bất ngờ tấn công. Ngay lúc đó, người đàn ông đã vươn cung và hét lớn để xua đuổi con vật nhưng không thành công. Con gấu to lớn đã lao vào tấn công anh ta bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Với bản năng sinh tồn của mình, người đàn ông bắt đầu hét lớn và chống trả quyết liệt. Chỉ trong vài giây, anh ta may mắn thoát ra được và nhanh chân bỏ chạy. Đến những người bạn đi săn cùng anh ta và kể lại sự việc kinh hoàng mà mình vừa gặp phải. Rất may người đàn ông chỉ bị vài vết thương nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Hầu hết các cuộc gấu tấn công con người xảy ra là khi gấu bị đe dọa hoặc con người đi vào lãnh thổ của chúng.